Rồi, Phương xin kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Lời nói đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý anh chị cô chú. Chúc quý anh chị cô chú ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trước mặt mọi người á, đây là một cái clip. Clip này là Phương nhờ một người bạn quay giùm. Tại vì trong thời gian này là Phương đang bị bệnh, cho nên Phương không có đi quay được. Và theo mọi người được thấy á, đây là một cái cô này á là cô ở quận Bình Tân, mà thường ngày cô á và cùng các bé chó á, thì đi trên một chiếc xe đẩy đi dọc đường Trần Hưng Đạo qua quận 8 rồi này nọ để đi xin và lụm dây chai. Thì ngày hôm nay á là do con của cô bị bệnh nặng cần phải đưa về quê để điều trị. Đó. Cho nên cô ở đây á, thì cô ở nhà trọ, công việc thường ngày của cô là lượm ve chai, và trên xe của cô lúc nào cũng chở 6-7 bé chó này nè. Đó, mấy bé rất ngoan, nhưng mà bây giờ do con cô bị bệnh nặng quá, cô phải đưa về quê để mà cô điều trị cho con của cô ở bệnh viện dưới quê á, ở dưới An Giang Châu Đốc á. Còn chứ ở trên đây thì cô không có tiền bạc gì, bởi tại vì bệnh viện ở đây á là chi phí nó rất là cao đó, cho nên cô phải đưa con cô dự qua chị bệnh đó. Rồi cô không biết gửi các cái chó đi đâu đó, cho nên cô tình cờ cô gặp được cô Yến. Là cô Yến này là ở bên Dương Bái Trạc quận 8, và cô Yến này là cũng là người cô cũng thường xuyên hay giúp đỡ các bé chó mèo lang thang cho nhà hết. Thì cô ở đây cũng có gửi cho ở trạm Phương cũng mấy bé rồi. Thì qua cô Yến á, thì được biết á, là cái cô này á, là muốn cho các bé chó đi, tại vì cô phải đưa con cô về quê trị bệnh thời gian nên không biết bao lâu, mà cho người khác á, thì cô không dám, cô sợ á, là người ta ăn thịt các bé chó là bán đó. Thì tình cờ gặp được cô Yến, và cô Yến có giới thiệu cho Phương số điện thoại của Phương cho cô, là nói với cô là Phương có cái trạm cứu hộ chó mèo đó, cho nên cô đã liên hệ với Phương. Thì ngày hôm nay là Phương qua, Phương không có qua, Phương nhờ người bạn nó đi qua nhận các cái chó giùm cho Phương, tại Phương bệnh Phương không có đi được. Đó, thì có nhờ bạn của Phương á, là quay đoạn clip cảnh ghi nhận các bé chó và thuê một chiếc xe ba gác như thế này nè, chở những 5 bé chó của cô để đưa về trạm của Phương ở quận 12. Đó. Thì trong quá trình nhận các bé thì Phương có kêu bạn của Phương á, là quay các clip lại đó, và Phương hướng dẫn các bạn đó là kêu xe ba gác thì chịu khó cột các bé chó lên xe ba gác đi, xích lại đó, nhưng mà xích dây thòng ra để cho các bé nó có thể nằm được, và yêu cầu anh chạy ba gác đó phải là lấy một tấm bạc che nắng lại cho các bé, thì ngày hôm nay trời rất là nóng đó, phải để cho bé một cái thau nước gì đó để các bé uống trên đường đi qua trạm. Thì từ chỗ cô quận Bình Tân á là nó nằm gần bệnh viện Triều An, là đi qua khỏi bến xe miền Tây một chút, thì từ đó đi qua trạm của Phương với quãng đường là khoảng gần 1 tiếng đồng hồ đó. Cho nên Phương hướng dẫn các bạn bạn đó để mà đưa các bé lên xe và đưa kêu anh ba gác á, anh che cái bạc lên, che nắng cho các bé. Thì sau khi đưa về quận 12 gần trạm Phương á, thì Phương điện cho người em của Phương ra nhận các bé đưa vô trạm, và em cũng Phương có nhờ em Phương với lại chị ở đó mà quay lại những cái clip khi nhận các bé để đưa các bé vô trạm. Nó cũng như
quý anh chị đang xem trên màn hình. Thì qua clip này á, thì Phương cũng xin cảm ơn bạn của Phương đã giúp Phương quay dựng những cái thước phim này để Phương up lên cho quý anh chị xem. Phương đang bệnh cho nên không có đi quay được, mà quý anh chị thông cảm. Và cuối clip thì Phương cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý anh chị cô chú đã theo dõi. Nếu anh chị, quý anh chị cô chú nào có xem thì cho Phương một like, một chia sẻ một lần nha, một like và một lần. Quý anh chị cố gắng xem hết clip giùm Phương để cho Phương kênh của Phương á nó được cộng thêm giờ xem và thêm người đăng ký để kênh của Phương có thể phát triển và được bật kính tiền để Phương có thêm kinh phí cho Phương lo cho các bé. Thôi cho Phương xin gửi lời cảm ơn đến mình chị chú đã theo dõi clip của Phương. Qua Phương tìm hiểu được á, thì hoàn cảnh gia đình của cô rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn luôn. Còn cô bị tai nạn giao thông cho nên rất là nguy kịch, cô phải đưa con cô về quê để trị bệnh gấp. Đó, vì ở Sài Gòn cô không có đủ chi phí để mà lo cho con của cô.